Các bạn đang xem tin tức kinh tế xã hội tích cực nổi bật của Việt Nam do Hoàng Video thực hiện. Xả hàng, SUV và crossover giảm giá hàng loạt đến 400 triệu đồng. Con dao hai lưỡi, chiêu trò tăng giá ép khách của các đại lý sẽ không có hậu. Hàng loạt các mẫu SUV đại hạ giá cả trăm triệu đồng dịp cuối năm. Trong tháng 12, rất nhiều mẫu xe được đại hạ giá trên 100 triệu đến 200 triệu đồng. Trong số đó, chủ yếu là các mẫu SUV và crossover tầm giá trên 1 tỷ đồng. Giảm giá là xu hướng chung của hầu hết các hãng xe phổ thông. Trong những tháng cuối năm, xe nhỏ giảm vài chục triệu đồng, trong khi xe đắt tiền lại giảm tới cả trăm triệu đồng. Khách mua xe quay cuồng trước nhiều luồng thông tin trái chiều, nên khó quyết định mua xe hay không tại thời điểm này. Nhiều mẫu xe đang được đưa ra mức giá giảm trên 100 triệu đồng trong tháng 12. Tuy nhiên, trong đó chỉ có vài mẫu xe sáng giá có thể hút khách, một số mẫu xe khác vẫn khó tiếp cận với khách bất chấp mức giảm giá rất sâu. Nissan X-Trail giảm 127 triệu đồng. Nissan X-Trail là một mẫu xe bán rất chạy tại Mỹ, nhưng X-Trail lại có doanh số không mấy khả quan tại Việt Nam khi so với các đối thủ khác. Đầu tháng 12, Nissan quyết định hạ giá bán niêm yết cho hai mẫu xe lắp ráp, trong đó có X-Trail, mức giảm từ 81 cho đến 127 triệu đồng tùy từng phiên bản. Bản cao cấp nhất Nissan X-Trail 2.5 SV4 VWD được giảm 127 triệu đồng, còn 986 triệu đồng. Xe sở hữu nhiều trang bị hiện đại mà các đối thủ khác chưa có như cửa sổ trời toàn cảnh, camera 360 độ hay hệ thống kiểm soát lái chủ động. Thiết kế đơn giản và giá bán có phần hơi cao khiến X-Trail thiếu sức cạnh tranh. Tuy nhiên, với mức giảm giá lần này, giá xe X-Trail đã thấp hơn so với CX-5, CR-V và Outlander bản cao cấp, chỉ cao hơn so với Tucson. Giá xe Nissan X-Trail mới là từ 852 cho đến 986 triệu đồng. Mitsubishi Outlander giảm 117 triệu đồng. Lô hàng nhập khẩu Nhật Bản cuối cùng của xe Outlander vẫn kịp cập bến Việt Nam trước khi Nghị định 116 có hiệu lực. Đồng thời, Mitsubishi cũng hạ giá mẫu xe này thêm 117 triệu đồng cho hai phiên bản cao cấp, bổ sung thêm hàng ghế thứ 3 cho bản 2.0. Kể từ năm 2018, xe Mitsubishi Outlander sẽ chuyển sang lắp ráp trong nước. Trước khi mẫu xe này được giảm giá trong tháng 12, giới chuyên gia đã có nhận định tương tự về mức giá xe sẽ giảm. Những chiếc xe Outlander bán ra trong tháng này có ưu điểm là nhập từ Nhật Bản, nhiều trang bị hơn trong khi giá bán lại giảm. Giá xe Mitsubishi Outlander mới từ 983 triệu cho đến 1,158 tỷ đồng. Đây vẫn là mức giá cao nhất trong phân khúc. Mitsubishi Pajero Sport. Mitsubishi Pajero Sport giảm 206 triệu đồng. Mẫu SUV nhập khẩu Thái Lan từng được kỳ vọng cao về doanh số khi cạnh tranh với Toyota Fortuner. Tuy nhiên, khi về nước, doanh số mẫu xe này lại thua xa so với đối thủ. Mitsubishi liên tục giảm giá bán tới 200 triệu đồng cho xe Pajero Sport. Pajero Sport có thiết kế lột xác so với thế hệ trước, hầm hố và hiện đại hơn, nhưng vẫn khó bán bởi giá khá cao. Thời gian đầu, mẫu SUV của Mitsubishi được niêm yết với giá 1,5 tỷ, thì giờ đây đã phải hạ nhiệt để tiếp cận khách. Cũng chính nhờ chính sách này nên tình hình bán xe khả quan hơn một chút. Doanh số tháng 11 của xe Pajero Sport đạt 164 xe. Giá xe Mitsubishi Pajero Sport mới từ 1,149 tỷ cho đến 1,358 tỷ đồng, khi mà Fortuner đang đội giá lên 200 triệu đồng bởi khan hàng. Đây là cơ hội tốt cho Pajero Sport tăng trưởng. Volkswagen Touareg giảm 130 triệu đồng. Touareg là mẫu xe được hạ giá mạnh và liên tục nhất của Volkswagen. Tháng 6, giá xe Touareg giảm 260 triệu đồng, sau đó lại giảm tiếp thêm 130 triệu đồng vào tháng 11. Đến nay, tổng mức chênh lệch giá đã lên đến gần 400 triệu đồng trong chưa đầy nửa năm. Đây cũng là một mẫu xe phân phối chính hãng được giảm giá nhiều nhất. Giá bán mới đã đưa Volkswagen Touareg về đúng định vị thương hiệu phổ thông như ở châu Âu. Trước đây, mẫu xe này có giá gần 3 tỷ đồng, không thua kém quá nhiều so với Audi Q7. Do ấy khách, và mặc dù đã vướng nghị định 116, giá xe Touareg vẫn phải tạo đáy mới để có thể có doanh số. Giá xe Volkswagen Touareg mới là 2,499 tỷ đồng, gần 2,5 tỷ đồng. Mốc định mệnh 2018, các đại lý giở chiêu trò làm giá ép khách. Cuộc chiến giá xe năm 2018 sẽ rất khốc liệt. Nhiều khả năng phần thắng sẽ thuộc về doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô trong nước có tỷ lệ nội địa hóa cao. Xu hướng nhập khẩu xe CPU dưới 9 chỗ ngồi đang giảm cực mạnh trong những tháng cuối năm 2017. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 11, lượng xe nhập dưới 9 chỗ về Việt Nam chỉ là 590 chiếc, trung bình mỗi ngày chỉ có 20 chiếc được nhập về.
giảm hơn 6.000 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái. Làn sóng giảm xe nhập khẩu bắt đầu từ giữa năm 2017 và trầm trọng hơn trong những tháng cận kề Tết. Xe nhập giảm mạnh chủ yếu do nhu cầu giảm, người dân có tâm lý chờ đợi năm 2018 khi thuế nhập khẩu xe từ ASEAN về 0%. Trong bối cảnh đó, các hãng xe lắp ráp sản xuất trong nước đã thổi bùng lên làn sóng giảm giá sâu nhằm giữ thị phần, khiến các dòng xe ngoại cũng phải chùn chân trước thị trường Việt Nam. Cận kề năm 2018, khan hiếm xe, tại sao? Chỉ còn 12 ngày nữa, thị trường ô tô Việt chính thức phải đối mặt với mốc định mệnh năm 2018. Lúc đó, trên thị trường ta lại ghi nhận những diễn biến lạ. Cụ thể, nhiều khách hàng cho rằng họ đã bị các hãng xe hủy đơn, ngừng ký hợp đồng bán xe. Một vài nhà nhập khẩu cho rằng năm 2018 giá xe sẽ không giảm sâu, thậm chí là giữ giá do tình trạng khan hiếm nguồn cung. Những người kỳ vọng sẽ mua được xe giá rẻ nhập từ ASEAN ngay từ đầu năm 2018 có thể sẽ vỡ mộng. Trong khi đó, đối với các điều kiện siết chặt nhập khẩu ô tô trong Nghị định 116 của Chính phủ, xe giá rẻ từ ASEAN khó có thể ồ ạt tràn vào Việt Nam. Còn các loại xe ngoài ASEAN như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản thì giá xe có thể vẫn cao do thuế nhập khẩu vẫn giữ ở mức từ 51% cho đến 70%. Đại diện Ford Việt Nam đã yêu cầu các đại lý ngưng nhận đặt hàng hai mẫu xe Ford Ranger và Explorer vì chưa có đủ nguồn cung. Do đó, trong quý 1 năm 2018, hàng sẽ rất khan hiếm và chưa chắc các mẫu xe này đã được nhập về trong quý 2 hay quý 3 năm 2018. Hãng xe này còn cho biết nguyên nhân khan hiếm là do Nghị định 116 với những quy định ngặt nghèo về nhập khẩu ô tô vào Việt Nam. Toyota Việt Nam cũng dự báo nhiều loại xe nhập khẩu bị ảnh hưởng, nhất là các mẫu xe Fortuner, Yaris và Wiggle. Thực tế, nhiều đại lý Toyota đã phải đàm phán lại với khách đặt các mẫu xe mới như Fortuner máy dầu số tự động, Wiggle do không thể bảo đảm trước thời gian chính xác xe sẽ được thông quan như thế nào. Công ty Honda Việt Nam cũng chưa thể nói trước về thời điểm những lô CR-V tiếp theo về nước. Đại diện hãng cho biết nếu những quy định chi tiết tại Nghị định 116 được làm rõ ngay từ cuối năm 2017 thì ít nhất đầu tháng 3 năm 2018 mới có hàng về đến Việt Nam. Các hãng xe khác như Chevrolet, Mitsubishi có nguồn xe nhập từ Thái Lan cũng án binh bất động, cho rằng bị vướng mắc về giấy tờ liên quan đến Nghị định 116 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Đổ vạ cho Nghị định 116, tuy nhiên theo các chuyên gia trong ngành thì nguyên nhân khan hiếm hàng là do các doanh nghiệp này tự cân đo bài toán lợi ích, không muốn tồn hàng dồn sang năm mới sẽ lỗ nặng, cho nên họ đã ngừng nhập. Thực tế, năm 2017, thuế nhập khẩu xe từ ASEAN về Việt Nam vẫn là 30%, trong khi mùng 1 tháng 1 năm 2018 sẽ về 0%. Nếu nhập xe trong thời điểm sát nút này, giá xe sẽ cao để sang năm 2018 sẽ không thể cạnh tranh nổi, bởi lúc đó thuế nhập khẩu đã về 0%. Cùng với cách tính thuế chồng lên thuế của Việt Nam, khi thuế nhập khẩu giảm thì thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ giảm theo đáng kể, dẫn đến giá xe sẽ được giảm. Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải Thaco cho biết, có tình trạng doanh nghiệp tạm ngừng nhập xe dịp cuối năm là do ngại tồn kho, dẫn đến chênh lệch giá bán vào năm 2018. Ngay Thaco cũng không có cớ gì đi nhập khẩu xe trong năm 2017 để đóng thuế 30%. Sau qua mấy ngày sang năm mới lại cạnh tranh với chính mình khi chỉ chịu thuế nhập khẩu chỉ có 0%. Hiện đa số vẫn chào xe rồi nhận đặt hàng sau mùng 1 tháng 1 năm 2018. Năm 2017, thị trường ô tô lại không tăng trưởng. Trong đó lý do khách hàng chờ giảm giá, nhưng lý do lớn hơn là khả năng mua sắm của người dân giảm sút. Vì vậy, khi các doanh nghiệp nhập khẩu số lượng lớn, dẫn đến hàng tồn nếu không bán hết, sang năm giảm thuế sẽ có nguy cơ lỗ, nên các hãng xe thi nhau giảm giá, các doanh nghiệp đã giảm đến mức bằng với giá khi tính thuế nhập khẩu 0%. Cơ hội cho xe lắp ráp trong nước giành thị phần. Bài toán tính lợi ích của các doanh nghiệp ô tô trong nước lúc này giống như con dao hai lưỡi, có thể ít rủi ro hơn doanh nghiệp mang lại lợi nhuận nhưng cũng có nguy cơ mất thị phần về lâu dài nếu như tình trạng hủy đơn hàng của khách kéo dài, nguồn cung không có. Đặc biệt, khi các hãng xe chơi dao như vậy sẽ khiến những người có tâm lý chờ đợi xe năm 2018 thất vọng và tìm về các loại xe lắp ráp sản xuất trong nước. Xe trong nước không khan hiếm, có cơ hội giảm giá từ năm 2018, thuế nhập khẩu ô tô hàng trăm linh kiện cũng được giảm về 0%. Hơn nữa, với những điều kiện xe nhập khẩu của Nghị định 116 như yêu cầu có giấy chứng nhận về xuất xứ, kiểu loại được chứng nhận bởi cơ quan nước ngoài, các lô hàng về phải kiểm tra theo quy định về khí thải và an toàn giao thông theo quy định. Các quy định này giống như kết liễu cho các doanh nghiệp xe hơi chỉ chăm chăm vào nhập khẩu, kiếm lời trên thị trường Việt Nam mà không chịu đầu tư bài bản vào sản xuất lắp ráp, nâng cao nội địa hóa, tạo việc làm. Cánh cửa ngày càng hẹp đối với xe nhập khẩu nhưng lại càng mở ra đối với các doanh nghiệp đầu tư lớn và phát triển lâu dài tại Việt Nam. Ông Lê Dương Quang, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam đánh giá, với khung chính sách mới cho ngành ô tô, Nghị định 116, Nghị định 125 đã góp phần bảo vệ thị trường trong nước. Các doanh nghiệp ngược dòng như Thaco, Hyundai thành công, VinFast
Theo đúng nguyên tắc thì tự sản xuất, nội địa hóa càng cao thì giá thành càng rẻ. Đặc biệt, Bộ Tài chính mới đây đã thống nhất phương án miễn thuế tiêu thụ đặc biệt cho phần nội địa hóa, tức là các phụ kiện linh kiện được sản xuất trong nước, thuế nhập khẩu nhiều loại linh kiện cũng được giảm về 0% theo Nghị định 125 của Chính phủ. Giá xe đến tay người tiêu dùng được cấu thành từ hai yếu tố, giá thành sản xuất và các loại thuế phí. Với việc ưu đãi thuế, các loại xe của sản xuất và lắp ráp ở trong nước sẽ có ưu thế về giá cả so với xe nhập khẩu, ông Dương nói. Ông Nguyễn Minh Đồng, cựu chuyên gia thiết kế máy ô tô của hãng Volkswagen cũng cho rằng lợi thế đang dành cho các doanh nghiệp trong nước. Dư địa giảm giá cho các doanh nghiệp lắp ráp trong nước vẫn còn, tuy nhiên mức giảm sẽ chỉ là nhỏ giọt. Ông Trần Bá Dương nhận định, năm 2018 là cột mốc mà thuế nhập khẩu xe từ ASEAN, công thức đánh thuế về Việt Nam là thuế chồng lên thuế, tức là xe nhập về sẽ áp thuế nhập khẩu, rồi đánh thuế tiêu thụ đặc biệt trên giá xe nhập khẩu cộng với thuế nhập khẩu. Tiếp tục, xe sau khi được cộng hai loại thuế trên sẽ được lấy làm giá tính thêm thuế VAT, nên khi nhập khẩu về 0%, giá thành xe sẽ giảm rất đáng kể. Xe sẽ giảm. Các bạn đang xem video trên kênh Dazzle Vina. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa đẹp mắt và sắc nét. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để ủng hộ cho kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn ngày mới tốt lành và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.